Nói chung học tiếng Anh ấy nó không phải là khó mà nó cũng không phải là dễ lắm, nhưng mà khi mà mình có cái công thức đấy, mình có lộ trình, mình có phương pháp và mình có cái gọi là cộng đồng để mình hòa mình vào, mình học mỗi ngày thì nó sẽ cảm thấy cực kỳ là hứng thú. Tip học tiếng Anh hiệu quả, có rất là nhiều người cứ đi tìm hết bí kíp này đến bí kíp nọ đúng không, để mong là có một cái bí kíp là nó thần kỳ, giống như kiểu là thần chú ấy, đọc một phát là tiếng Anh của mình nó ngay lập tức nó thay đổi từ người Việt Nam thành người bản ngữ. Các bạn có cái chuyện thần kỳ như vậy không? Nó chỉ có thể có một phương pháp giúp cho các bạn học nhanh hơn thôi, chứ không có phương pháp nào giúp cho các bạn là chỉ cần đọc cái đó và các bạn thành tài ngay lập tức được. Chính bởi vậy ấy, nó cần cái sự quyết tâm rất là lớn. Và đầu tiên, cái bí kíp học tiếng Anh này là các bạn cần phải có một con đường đúng ngay từ đầu. Rất nhiều bạn học tiếng Anh thì nó mông lung như một trò đùa đúng không? Cũng học hết trung tâm này đến trung tâm nọ, hay là nghiên cứu hết trên Google các kiểu về phương pháp học tiếng Anh, nhưng cuối cùng là vẫn không biết là học theo kiểu gì. Và chính bởi vậy nó gây ra nản. Hoặc là có người tìm được một cái tài liệu cũng hay hay, nhưng mà sau một thời gian thì học được vài ngày, vài tuần, thậm chí là một vài tháng rồi nhưng vẫn bỏ bình thường. Đấy, thì bây giờ ấy các bạn cần Tôn Nhật Linh ok, các bạn cần phải có một cái con đường, một cái lộ trình rất là cụ thể và rất là đảm bảo cho mình có được cái thành công ngay từ đầu để mình có thể yên tâm đi tiếp trên cái con đường đấy. Thì cái việc đó như thế nào thì theo kinh nghiệm của cô ấy chắc chắn phải có người hướng dẫn cho các bạn thì các bạn mới có thể làm được cái điều đó, bởi vì chúng ta không bao giờ có thể là học đi được một mình khi chúng ta mới sinh ra được cả, mà phải có người hướng dẫn là bố mẹ đúng không, bố mẹ show cho mình à con đường này từ đây đi đến kia kìa, và con cứ bước từng bước một đấy, ngã thì có bố mẹ nâng, rồi ngã thì có bố mẹ giúp đấy, và con cứ đi đến con đường chỗ kia thì là con sẽ tập đi được đấy, và cứ nhiều lần đi đi lại lại một cái con đường như thế là chúng ta sẽ có thể đi được đấy. Còn các bạn nếu như mà ngay từ đầu mình đã bắt đầu một mình ấy và nó cứ mông lung ấy thì yên tâm là không bao giờ nói được tiếng Anh đâu đó. Cho nên những bạn nào mà đang muốn tự học chẳng hạn thì các bạn nên gọi là kiếm một người nào đã thành công rồi rất là giỏi ấy, thực ra cũng không phải rất là giỏi đâu, nhưng miễn là nó có thể kiểu giao tiếp được thông dụng một cách tự tin đấy, đấy là cái người mà đã trải qua cái con đường mà mình phải đi rồi, thì bây giờ mình phải kết bạn với nó, mình phải có một cái người bạn như thế để nó chỉ được cho mình đó. Hoặc nếu mà tốt nhất ý, thì nên ví dụ như là nói chuyện với một cô giáo nào đó hay là một thầy giáo nào đó về tiếng Anh và mình tin tưởng và người đấy có khả năng là hướng dẫn được mình chưa, để chúng ta có một cái ngồi xuống với họ và họ sẽ vạch cho mình lộ trình là phải đi đường này đến đường này và đến đường này ok. Và ví dụ như xem livestream của cô giáo Trang, xem những chuỗi livestream của cô giáo Trang một cách thường xuyên và để cô giáo Trang ở chế độ là bạn thân đấy, thì cũng là một cách để các bạn biết một cái lộ trình học chuẩn như thế nào, đúng không? Ok, được rồi. Vậy thì cái lộ trình đấy thì mình sẽ cần phải có những cái gì? Thì cái số 1, cái bí kíp học tiếng Anh là mình phải có một cái lộ trình chuẩn ngay từ đầu. Và cái bí kíp số 2 đó là chúng ta có cái lộ trình rồi, có nghĩa là ví dụ người ta hướng dẫn mình là mình phải bắt đầu từ phát âm này, xong sau đó là mình bắt đầu tiếp đến nghe này, xong sau đó là mình bắt đầu tiếp là nói cái mình nghe được này, xong sau đó là tiếp theo là mình sẽ học từ vựng này, ngữ pháp các thứ như thế nào này. Đấy thì cái lộ trình như thế. Tuy nhiên nó không chỉ đơn giản là như vậy, bởi vì thành công thì nó không dễ dàng, được chưa? Cho nên các bạn ấy cần phải trong mỗi cái giai đoạn đấy, trong mỗi giai đoạn học của mình, các bạn cần phải biết là cái học phát âm thì học theo phương pháp nào, học từ vựng thì học theo phương pháp nào, học nghe thì học theo phương pháp nào. Có nghĩa là số 1 là cần lộ trình, cái số 2 là cần phương pháp. Đấy. Và đấy là hai cái đầu tiên các bạn cần phải biết. Ok, nhớ nhá, mình thành công, các bạn nhớ một câu này, thành công thì nó sẽ có công thức. Tức là ai đấy làm một cái gì đó thành công rồi thì có nghĩa là họ sẽ phải làm theo đúng một cái mô thức nào đó thì họ mới đến được đường. Được chưa? Tuy nhiên không phải ai làm cái đấy thành công cũng có thể chỉ được cho bạn con đường đâu, bởi vì một là họ có thể là may mắn
thì họ được như thế. À, hai là họ cứ làm rồi làm cuống hết sức nhưng họ không nói được là họ đã làm như thế nào. Đó, chỉ có những người nghiên cứu sâu hơn về quy trình, về công thức thì họ mới có thể vạch ra là muốn đạt được cái kết quả đấy thì mình cần phải đi qua những cái bước nào ok. Đó là vì sao mà cô muốn chia sẻ lại cái này dành cho càng nhiều bạn càng tốt, để cho các bạn biết là con đường mình cần phải đi như nào, mình cần phải bỏ bao nhiêu thời gian và công sức ra để làm nó, để đạt được cái tiếng Anh đấy, được chưa? Ok, thì đấy là cái phần về về cái bí quyết, nó chỉ có vậy thôi. Một là mình biết lộ trình, hai là mình sẽ có một cái phương pháp học cụ thể. Và đương nhiên ấy, hai cái đấy nó vẫn chỉ là một cái phần gọi là phần cần, nhưng nó chưa phải là một cái phần đủ để chúng ta có thể thành công được. Mà cái phần đủ để thành công ấy, để có thể nói được tiếng Anh trôi chảy ấy, nó sẽ liên quan đến đó là cái môi trường rèn luyện của mình nữa. Rất là nhiều bạn khi mà học xong thì cũng có thể giao tiếp được tiếng Anh rồi. Tuy nhiên sau một thời gian về, đấy 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng, nửa năm hay là 1, 2 năm sau, thì gần như là những kiến thức bạn học được ấy, nó bị mai một dần đi. Đó, chính bởi vậy, để cho chúng ta có thể giữ mãi được cái kiến thức đấy của mình và ngày càng rèn luyện nó lên, thì chúng ta cần phải có môi trường để các bạn rèn luyện trong đó. Ví dụ như các bạn học viên của Ayolo ấy, khi mà các bạn đã học từ level 2 đã bắt đầu là đi săn Tây này, đi nói chuyện trực tiếp với Tây này, và ngoài ra còn làm quen với Tây ở trên các cái trang web đấy và trong những cái forum diễn đàn ở trên mạng. Và nhiều khi ấy, những cái người bạn đấy kể cả sau khi học xong khóa học rồi, họ vẫn keep contact, có nghĩa là vẫn tiếp tục liên lạc với nhau và nói chuyện với nhau thường xuyên, và thậm chí có những cái giao lưu nó sâu hơn rất là nhiều. Đấy, theo kiểu là gặp gỡ nhau hay là đi du lịch sang bạn bạn ấy sang Việt Nam hay là cái bạn này sang bên kia. Đó, thì đấy là những cái mà chúng ta gặp gỡ nhau sâu hơn. Có rất là nhiều những trang web như thế, và nếu như mình không có một người thúc đẩy ấy, thì mình cũng sẽ là không làm. Mình biết là phải làm như thế nhưng mình không làm đấy. Nhưng mà ví dụ ở IELTS thì các huấn luyện viên hay là các leader, các trợ giảng thì sẽ thúc đẩy đấy, để chúng ta có thể làm được việc đó. Đó là gọi là môi trường, đấy là môi trường với người bản ngữ. Và cái thứ hai là môi trường để trong đó chúng ta biết được cái lộ trình như nào rồi, chúng ta phải học như nào rồi, nhưng nó phải là một quá trình rèn luyện mỗi ngày. Mỗi ngày giống như là ngày nào các bạn cũng phải tập nói ấy. Bạn là trẻ con đúng không? Ngày nào mình cũng phải tập nói và ngày nào mình cũng phải tập đi, thì sau một thời gian mình mới đi được, chứ không thể là hôm nay hứng lên thì đi 1 tiếng đấy xong là đau chân quá thế là nghỉ mất 1 tuần, xong hôm sau lại đi tập đi thêm phát nữa mà nó lại đi được, đấy là điều không thể đúng không? Đó, cho nên là chúng ta cần phải đi hàng ngày, mỗi ngày một ít thì cũng được, không cần phải quá nhiều, nhưng mà mỗi ngày một ít thì chúng ta phải đi đấy, phải có một cái kết quả trong mỗi ngày. Thì cái đấy là cần phải có cái yếu tố thứ ba, à yếu tố thứ tư, đó là yếu tố là có người thúc đẩy và cái người đồng hành cùng các bạn đó. Thì cái này cô khuyên dùng là như này, người ta gọi là buôn cái gì, buôn có bạn là bán có phường, buôn có bạn bán có phường, có nghĩa là người ta làm gì nó cũng cần phải có đội nhóm, cần phải có group cùng với nhau. Chính vì vậy cô có tạo ra một cái group là cải thiện tiếng Anh mỗi ngày. Đấy, các bạn có thể xem link này, link cô đã ghi ở bên trên rồi đấy. Cải thiện IELTS này, gạch ngang cải thiện tiếng Anh mỗi ngày. Ở trên đó thì các bạn có thể là xem 1 tuần chúng ta cái nội dung, có cái nội quy của cái group này như sau nhá. Đó là mỗi tuần thì các huấn luyện viên và những người làm nội dung của IELTS sẽ post lên một cái topic, một cái chủ đề, và đến tuần này, hôm nay là thứ hai, là tuần thứ ba rồi, thì chúng ta có một cái topic đó là về family, family, và chúng ta có một cái video mẫu đó và một cái bản text của một đoạn conversation, là một đoạn hội thoại đấy, và chúng ta sẽ là luyện tập cái đoạn hội thoại đấy theo cái bài mẫu đấy, và các bạn sẽ có, và sau đó là các bạn sẽ học cái đó và mình sẽ quay video đấy để post lên group, và sẽ có người chữa bài cho các bạn.
Và các bạn yên tâm ấy, đó là có rất nhiều bạn comment cho các bạn bởi vì cái group đấy là một cái group chia sẻ cực kỳ sôi nổi. Mọi người thấy mình post cái là vào comment và không có một comment nào là kiểu chửi rủa cả, bởi vì nếu thế là cho ban nick luôn. Đấy, chúng ta chỉ có khích lệ nhau ở trên đấy thôi. Và lần đầu tiên có thể là mình ngại, mình chưa show mặt ra. Có rất nhiều bạn là kiểu quay lần đầu tiên là che mặt. Đấy. Nhưng khi mà được mọi người khích lệ và có người sửa ở bên dưới cho mình ấy, thì tự nhiên là mình cảm thấy tự tin hơn rất là nhiều, và lần sau là mình cứ tiếp tục show bài lên. Và đấy là một cái nội quy của cái group đó, và mọi người đang post bài rất là sôi nổi mỗi ngày. Mỗi tuần chúng ta sẽ có một chủ đề và các bạn cứ học cái bài đó nhiều ngày trong một tuần để làm sao nhuần nhuyễn được và bắt chước nói được y như một cái đoạn hội thoại của người bản ngữ về cái chủ đề trong tuần đó, và chúng ta post video lên. Và trong trong cái group đấy ấy, thì trong thời gian tới cô cũng sẽ là livestream trên group đó để hướng dẫn các bạn cách đọc cái bài đấy, cách nói, cách gọi là hòa mình vào tiếng Anh trong cái bài video đó như thế nào. Đồng thời chúng ta cũng sẽ có những cái buổi Zoom meeting đó, hay là những cái buổi webinar riêng để hướng dẫn cho các bạn về cách học cái bài đó như thế nào. Đó, thì đấy là cái group IELTS cải thiện tiếng Anh mỗi ngày, thì các bạn có thể xin vào cái group đó. Cái group đấy là miễn phí thôi để chia sẻ giá trị cho cộng đồng. Và có một điều hay ho này để khuyến khích chúng ta có thể học ở trong đó, thì mỗi tuần chúng ta có hai giải thưởng dành cho hai video xuất sắc nhất đó. Mỗi cái thì sẽ được tặng một cái thẻ điện thoại 50k đấy, để chúng ta có thể nhắn tin với Tây nhiều hơn, hoặc là chúng ta có thể là dùng có được nhiều 3G hơn để còn vào các group nói chuyện với Tây, đúng không? Đó, thì cái thẻ điện thoại 50k này sẽ dành cho hai bạn mà có video đạt những cái tiêu chí mà trong group đã ghi rõ rồi. Ví dụ như là tiêu chí ra là video đầu tư về hình ảnh âm thanh và chất lượng nhất, hay là video mang tính học tập cao, hướng dẫn mọi người phát âm này, hay là học từ mới của chính cái bài trong tuần đấy này. Đó, hay là video có lượng share và chế độ công khai nhiều nhất để giúp lan tỏa group đến với cộng đồng và đưa nhiều bạn bè của mình vào cùng học với nhau hơn. Và các bạn nhớ đấy, học buôn có bạn, bán có phường, và học cũng hoàn toàn như vậy. Chúng ta phải thuộc trong một cái group nào đó, mình phải thuộc trong một cái cộng đồng nào đó, và mình hoạt động rất là sôi nổi trong đấy, thì ngày nào các bạn cũng được nhắc nhở là mình phải học tiếng Anh, và ngày nào trong group đấy nó cũng sẽ có thông báo là có bạn này post bài, bạn kia post bài. Và đồng thời các admin của IELTS cũng thường xuyên là post bài về tiếng Anh và các tài liệu học tiếng Anh rất là nhiều trên đấy, các bạn có thể tham khảo. Mình không cần tham gia quá nhiều group, nhưng mình tham gia một group thôi mà mình hoàn toàn tâm toàn ý cho nó và học nó một cách gọi là có tâm đấy. Và mình cũng thường xuyên comment hay là khuyến khích bạn bè của mình học ở trong đó, thì tự nhiên là mình sẽ có cộng đồng và mọi người cũng sẽ là rất là yêu quý và khuyến khích mình học tập. Đấy, thì trong cái group đấy thì mình có thấy nổi lên một số bạn đó là rất là thường xuyên tương tác với các bạn khác này, thường xuyên post bài, đăng bài này, thì những cái bạn đấy là những cái người mà mọi người rất là quan tâm đấy. Và bạn ấy đăng một cái bài nào lên đấy là mọi người ào ào vào like, comment rồi khuyến khích rồi chữa bài các thứ cho bạn này. Ok, đó thì đấy là những cái bí quyết học tiếng Anh đơn giản như vậy thôi. Số 1 là mình phải kiếm được một cái lộ trình học. Không cần biết là các bạn làm bằng cách nào, có thể là một người bạn của mình, có thể là hỏi cô giáo, hay thậm chí là đến một cái lớp học nào đó. Thì cuối cùng ấy, có bạn bè học cùng ấy, hay là cái phần có môi trường rèn luyện ấy, nó giống như kiểu là modeling. Có nghĩa là chúng ta có phải có một cái người nào đó giỏi hơn chúng ta, có một cái người nào đó sẵn sàng giúp đỡ chúng ta để chúng ta biết là mình phải học tiếng Anh mỗi ngày. Đó thì chính là cái group IELTS cải thiện tiếng Anh mỗi ngày có thể giúp được các bạn điều đó. Chúng ta thuộc về một cộng đồng nào đó và chúng ta hoạt động active đó một cách rất là năng động ở trên đó, thì các bạn sẽ nhận được cực kỳ nhiều lợi ích. Mình cho đi một chút thời gian, mình cho đi những cái comment hay những cái like động viên khích lệ đấy, thì người ta sẽ cho mình cái sự tương tự như thế. Nói chung học tiếng Anh ấy nó không phải là khó mà nó cũng không phải là dễ lắm, nhưng mà khi mà mình có cái công thức đấy, mình có lộ trình, mình có phương pháp, và mình có cái gọi là cộng đồng để mình hòa mình vào, mình học mỗi ngày,
thì nó sẽ cảm thấy cực kỳ là hứng thú, rất là vui, học rất là vui, chứ không phải là một cảm giác cô đơn, buồn tẻ, chán nản hay là bực mình hay là kiểu frustrated. Trong tiếng Anh có từ là frustrated, có nghĩa là cực kỳ là boring, cực kỳ là chán nản nữa. Nếu như mình có một cái cộng đồng, mình có một cái nhóm, một cái lớp, ví dụ như ở Ayolo chẳng hạn, đó thì có các lớp học và các huấn luyện viên và các trợ giảng trong đấy thì cực kỳ là nhiệt tình và kiểu chi tiết push đẩy các bạn hàng ngày luôn. Hàng ngày phải học cái gì, học bao nhiêu lâu, đấy, nghe cái gì, đọc cái gì, đó, nói cái gì. Thì đấy là cái mà chúng ta có một cái cộng đồng có người thúc đẩy thì các bạn sẽ học nhanh hơn rất là nhiều. Và chúng ta thay vì là không biết là bao lâu mình mới nói tiếng Anh, thay vì là nghĩ là 1 năm, 2 năm hay là 5 năm mới nói được tiếng Anh, thì thực ra nếu các bạn tập trung ấy, trong một thời gian khoảng 6 tháng thôi, tùy trình độ ban đầu, nhưng mà nó sẽ dao động tầm 3 tháng đến 6 tháng là các bạn hoàn toàn có thể giao tiếp tiếng Anh thông dụng một cách tự tin với người nước ngoài được rồi, và kết bạn với những người nước ngoài xuyên biên giới luôn. Ở Việt Nam một cái chat chít với Tây khắp năm châu. Ok, Sam Sam em muốn vào group à? Em đăng ký, em kích vào cái link ở bên trên là được mà. Hoài Thu 99, số đẹp thế. Nhớ đăng ký vào link để cô gửi email nhé. Ok, có ai còn câu hỏi gì nữa không? Nói được tiếng Anh sướng thật các bạn ạ, sướng thật. Giống như kiểu là mình sống thêm một cuộc đời đúng không? Learn a language đúng không? Know more a language. Know one more language. Thêm, biết thêm một ngôn ngữ là sống thêm một cuộc đời. Gặp Tây phát là mình cứ phi ra nói chuyện với Tây như đúng rồi. Trong khi người khác thì phải hít 10 lần hơi để lấy can đảm nhưng vẫn không dám làm gì cả. Có bạn hôm trước còn còn bảo mình chứ, còn gọi điện cho mình bảo là cô ơi, 1 tháng nữa là em có một dự án làm việc với Tây rồi, chết rồi, bây giờ em tiếng Anh nó còn lởm lắm thì em phải làm nào trong 1 tháng. Xong mình nghĩ là thế bạn ấy đi làm rồi thì mình cũng đoán tầm khoảng 23, 24 tuổi rồi, 24 năm trước em đã chơi bời rồi và bây giờ 1 tháng để em học tiếng Anh được ấy, cũng được. Nếu em chăm chỉ thì em vẫn làm được, nhưng mà em phải cực kỳ là quyết tâm cơ thì cô sẽ giúp được em đấy. Cho nên các bạn đừng để mình vào trong tình trạng đó nha, vào cái tình trạng 1 tháng mà phải có thể nói được với Tây xong để làm việc với Tây ấy, thì các bạn sẽ gần như là dành ra 1/2 trở lên thời gian của 1 ngày mình tập trung vào tiếng Anh đấy. Cho nên cái cơ hội nó đến với mình rất là tình cờ các bạn ạ, cơ hội đến cực kỳ tình cờ, các bạn phải chuẩn bị sẵn, lúc nào tiếng Anh của mình cũng phải trong trong trạng thái là sẵn sàng. Nó không cần nhất thiết là phải giỏi như Tây, nhưng ít nhất là các bạn phải tự tin nói chuyện được với Tây để giao tiếp được trong những cái tình huống thông dụng hàng ngày đấy, thì lúc đấy là cơ hội nó đến, thì nó thì các bạn nắm bắt được ngay, không có gì phải sợ cả, mình chiến hết gì cũng chiến, và dần dần trong quá trình thì mình học thêm thì nó nhanh hơn rất là nhiều. Đừng để là mình không biết gì xong rồi cứ để cái tình trạng đấy kéo dài 10 năm, 20 năm, xong rồi đến khi cơ hội vụt qua phát là mình tạch thôi, xong ôm hận suốt đời. Ước gì, ước gì, ước cái gì, biết thừa nó sẽ như thế rồi, không cải thiện. It's time for us to say goodbye. Đã đến lúc chúng ta say goodbye rồi. Hẹn gặp lại các bạn ở livestream sau nhé.